Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu đã quay trở lại với chuyên mục truyền dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyền Khi Bình Yên trở về đến từ tác giả Việt Nga. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì bà Thơm mẹ chồng của Phương Linh là một người phụ nữ vô cùng độc ác và nham hiểm. Theo hóa ra trong quá khứ thì bà Thơm đã từng qua lại lén lút với một người đàn ông đã có gia đình và có con riêng. Và người con riêng đó là chính là Di Khang. Tuy nhiên câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Và ở tập truyền ngày hôm nay tác giả sẽ tiếp tục đưa chúng ta đi làm sáng tỏ câu chuyện quá khứ của bà Thơm để chúng ta hình dung rõ hơn về con người độc ác và nham hiểm này để chúng ta hiểu được rằng từ đâu mà bà Thơm có được cơ ngơi như ngày hôm nay và lý do vì sao hai vợ chồng của ông Di Thái và bà Thu Huệ là phải sang nước ngoài sinh sống như vậy. Bên cạnh đó ở phần cuối của tập truyền này sẽ có một biến cố bất ngờ ập đến với hai vợ chồng Dĩ Khang và Phương Linh. Vậy thì biến cố đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh xa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh xa cũng như kiếp chỉ sầu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn và thú vị có tên gọi là Vượt qua ranh giới. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5. Bộ truyền Khi Bình Yên trở về tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà Huệ bắt đầu cất giọng nói với tình địch của mình. Mặc dù bà không lớn lối, thế nhưng mà mỗi câu nói của bà hàm chứa cả một sức nặng ngàn cân trong ấy. Bà nói đến đâu, À hồ ly tái mặt đến đó Cứ như bà đang đi guốc trong bồn à ta vậy Bà đọc vanh vách những thứ mà ông Di Thái đã cung phồng mẹ con của à. Từ cổ phần công ty cho đến căn nhà đang ở và cả những khoản tiền hàng tháng ông chuyển đến một số tài khoản nhất định bà cũng đều nắm gió. Sau khi ngừng lại một lát thì bà nói Cô chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là rời xa vĩnh viễn chồng tôi. Cô có một tuần để chuẩn bị và tôi không muốn cô hiền diện ở nơi này nữa Đi về đâu là việc của cô Nhưng mà tuyệt đối Không thể nào ở lại Sài Gòn À đàn bà kia nghe bà Thu Huệ nói như vậy Ôm lấy chân của bà Rồi khóc lóc van xin Chị ơi Em cắn dơm cắn cỏ lại chị Xin chị tha cho em Chị cũng là phụ nữ Chị cũng là mẹ Xin chị thương lấy thằng bé Nó không có tội gì cả Thế giờ mà chị đuổi mẹ con em đi Thì em biết trông cậy vào ai Biết lấy gì để sống mà chị Đó là việc của cô Sớm biết kết cục như ngày hôm nay Vậy thì đừng làm Bây giờ thì cô hãy ký vào bản cam kết này Và nếu như cô tái phạm Thì cô sẽ phải trả giá đắt đấy Tôi không nói xuồng đâu Nói rồi thì bà ngoắc tay cho một tên đứng cạnh Hắn chia ngay mấy tờ giấy đánh máy sẵn ra Trên đó ghi lại rằng à sẽ phải bàn giao lại toàn bộ giấy tờ nhà cửa đất đai, trả lại cổ phần công ty cho bà Thu Huệ. Trong vòng một tuần, phải xong tất cả thủ tục. Từ hôm nay thì mọi nhất cử nhất động của à ta sẽ bị quản lý và giám sát của hai gá đầu gấu kia. À ta ê chề nhục nhá bao nhiêu, cũng không màng. À chỉ tiếc món tài sản bấy lâu, mình sở hữu. Nay bỗng dưng phải trả về chính chủ, thì làm sao mà không cay được. Cả đời này thì à, chưa từng thua trận Chưa từng quỳ gối trước ai Thế mà bây giờ lại phải quỳ gối cầu xin người đàn bà trước mặt Từ một người có tất cả Nay bỗng dưng lại tay trắng Rồi sắp tới đây mẹ con quà sẽ đi về đâu Biết lấy gì mà sống đây Thế nhưng bà Thu Huệ thì quả là một người phụ nữ nhân hậu Bà làm như vậy xong cuối cùng thì vẫn để cho à ta Một con đường sống Không tán tận lương tâm sau khi đưa ra tối hậu thư trả tình địch Bà lại nói Tôi sẽ cho mẹ con cô một khoản tiền Đồ để mua được Căn nhà nhỏ Và hàng tháng tôi sẽ là người chuyển tiền vào tài khoản Cho cô nuôi con Bởi vì dù sao cậu bé kia Cũng là con của chồng tôi Như vậy đau là quá nhân đạo với cô rồi đấy Cô còn gì để nói không Bây giờ thì hãy đọc ký nội dung và ký vào đi Nhìn hai tên đầu gấu Mặt mũi thì hầm hố À cũng ngán À biết rằng Chỉ cần có thái độ chống đối Thì chúng sẵn sàng lấy mạng quả như chơi Và không thể nào thách thức Bọn sống ngoài vòng pháp luật như vậy Tôi thì đành như thế chứ biết sao Đến đâu thì hay đến đó vậy Đưa đôi tay run run đón lấy tờ giấy Đọc lại nội dung À ta đành phải bắt buộc ký vào đó Bởi vì không có lựa chọn khác à phải ký vào tất cả hai tờ giấy in sẵn trong đó có một tờ cam kết phải hoàn trả lại toàn bộ tài sản một tờ biên bản bị bắt quả tang khi quan hệ bất chính vùng di thái và kể từ hôm nay trở đi nếu nhà còn lén phán thêm một lần nào nữa thì à ta sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình năm năm sau Lúc này thì Di Hùng đã ra trường về làm quản lý công ty của gia đình. Còn Di Tuấn thì đang học năm cuối đại học. Thu Nguyệt cũng bước vào năm thứ hai đại học ngoại thương. Đồng nghĩa với việc đứa con riêng của ông Di Thái cũng đã bước vào năm thứ hai đại học. Thế nhưng một điều là bà Thu Huệ không hề biết rằng con ả à hồ ly kia đã khôn hơn bà một bước. Ấy là việc ngày trước khi quan hệ với ông Di Thái à ta đã tính cho mình một đường lui nếu như chẳng may sự việc đổ bể. Ngày đó thì à đã lập một tài khoản bí mật mà bà Thu Huệ không biết. Bởi vì mỗi khi lợi nhuận từ công ty được ông Di Thái đưa cho Thay vì bảo ông chuyển thẳng vào tài khoản Thì à ta bắt ông đưa tiền mặt Và đích thân à ta sẽ là người gửi số tiền đó vào tài khoản bí mật kia Ông Nga nói ngon ngọt rằng số tiền đó là tiền tích lũy Để lo cho tương lai của con trai sau này Nên cũng không ý kiến gì cả Không chỉ cáo già Mà ta lại còn cực kỳ gian manh Khi cũng tại thời điểm đó Công ty ông Di Thái đang ăn nên làm ra À ta đã giúp ông mua thêm cho mình Một căn nhà quận 5 Và cho thuê Chính vì vậy khi bị bà thu hề tịch thu toàn bộ số cổ phần Và căn nhà quận Bình Thạnh Thay vì phải bán sới Khỏi Sài Gòn như đã hứa Thì hai mẹ con quả ta lại điềm nhiên Chuyển về căn nhà quận 5 Không biết là Có thứ bùa mê thuốc lú gì Mà sau đấy Lại bị vợ bắt được không những ông Di Thái không thể quên được à mà càng ngày càng yêu sâu đậm. Tuy rằng đã bị vợ quản lý chặt chẽ về mặt tài chính, thế nhưng mà với một giám đốc tài giỏi và năng động thì không khó để ông xoay được những khoản tiền ngoài luồng một cách dễ dàng. Và số tiền hàng tháng thì ông Vân Cư đều đặn chuyển cho mẹ con ả thơm qua một người trợ lý thân cận và cũng chính là em họ mà ả này đã cài vào từ trước. Và một điều mà bà Thu Huệ không ngờ tới chính là việc dĩ khang. Đứa con riêng của chồng đã chính thức đi du học ở Mỹ ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Có lẽ bà chưa hiểu thấu được chân lý. Nhân nhượng với kẻ thù chính là hại chết mình. Bà sẽ còn bất ngờ hơn nữa nếu như biết rằng chỉ vài năm sau thì tình địch của bà sẽ vươn lên một cách ngoạn mục và tránh ngả mới là người chiến thắng. Còn bà thì lại phải lui một bước chứ còn hồ ly đây mưu mô xảo quyệt này ở một nơi khác bà thơm đang nói chuyện điện thoại có vẻ như bà ta đang chỉ đạo cho người đầu dây bên kia alo con nghe mẹ nói không bằng mọi giá con phải học thật giỏi cho mẹ nếu như được thì con hãy tìm cách định cư ở bên ấy mẹ không muốn bị người khác coi thường mẹ con của mình phải ngồi trên đầu kẻ khác chứ không thể nào luôn cúi ai được đầu dây bên kia dòng cậu thanh niên vang lên con tốt nghiệp loại giỏi là chắc chắn mà. Nhưng mà con vẫn muốn về Việt Nam phát triển sự nghiệp chứ không muốn ở lại Mỹ. Nếu như mình có trình độ và đầu óc thì ở đâu cũng có thể phát huy được mà mẹ. Con ơi là con. Thế tại sao con không chịu nghe lời mẹ như vậy? Mỹ là một đất nước phát triển với nền công nghiệp hiện đại. Mẹ muốn con phát triển sự nghiệp ở bên ấy. Một người như con mà không kiếm được con đầm nào người Mỹ để tìm một vé đỉnh cư sao? uổng công mẹ đầu tư kỳ vọng vào con như vậy. Việc dĩ khang không đồng ý ở lại Mỹ khiến bà Thơm đau đầu. Bà thì lại không muốn dĩ khang bước chân về Việt Nam để rồi phải chật vật tìm hướng đi như các doanh nghiệp khác. Nhưng bây giờ nó đã là một người đàn ông trưởng thành, không thể nào nghe theo sự sắp xếp của bà như ngày xưa nữa. Bà biết là mình chỉ có thể định hướng chứ không thể nào ép buộc dĩ khang được. Ngày trước, cũng chính bà đã dẹp đi ước mơ của anh khi nhất quyết không cho con thi vào trường y. Vì thế mà anh phải gác lại mộng ước trở thành bác sĩ, để chiều theo ý của mẹ, học về ngành kinh tế. Cũng may là Di Khang học rất giỏi. Anh đã đạt được học bổng của một trường đại học tại Mỹ. Và đó cũng chính là niềm tự hào, mong mỏi bà Thơm đặt kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất này. Ba năm sau khi trở về, Dĩ Khang giờ đã là chủ của một doanh nghiệp sản xuất dày da cỡ nhỏ. Người đặt nền móng cho anh chính là ông Di Thái, với một người thông minh, nhạy bén Dĩ Khang nắm bắt hết những bí quyết trong nghề Cộng với vốn ngoài ngữ Và trình độ mấy năm được đào tạo ở nước ngoài Nên cũng không khó để anh bắt kịp Với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước Và nhu cầu thị trường Của các nước trong khu vực Ông Dĩ Thái tiếp tục qua mặt bà Thu Hề lần thứ hai Mà bà không hề biết Nhờ thủ đoạn che giấu vô cùng tinh vi của bà Thơm Người ta nói Ngựa quen đường cũ quả là không sai Bà Thơm Biết đường đường chính chính thì không thể nào đấu lại bà Thu Huệ. Chính vì vậy, bà ta giờ trò bẩn. Công ty giày da Hưng Thành dạo gần đây luôn bị đối tác chơi xấu hủy đơn hàng. Những hợp đồng với đối tác nước ngoài dẫu đã được thương thảo, nhưng mà đến phút cuối thì bị họ thay đổi, đưa ra rất nhiều lý do để từ chối. Liên tục 3 tháng liền công ty sản xuất giảm hẳn đi, số lượng hàng tồn kho thì nhiều. Việc này làm cho Dĩ Hùng rất đau đầu, anh biết sản phẩm của mình chất lượng Vẫn ổn Mà xảy ra tình trạng như vậy Thì chỉ có thể là do đối thủ chơi xấu Đem chuyện này nói với ông Di Thái Nhưng mà ông lại gạt đi Cho là làm ăn đôi khi cũng do thời vận Bây giờ đang lúc khó khăn Thế nhưng mà Di Hùng không tin như vậy Anh quyết tâm tìm cho ra nguyên nhân Đem chuyện này nói với Di Tuấn Tự không ngờ cậu em cũng có cùng suy nghĩ Sau một thời gian điều tra Một hôm thì Di Tuấn về nhà Nói chuyện với anh anh à anh có biết công ty giày lửa việt không trước đây nó là một cơ sở sản xuất mới thành lập chỉ mới thành lập được hai năm nay thế nhưng mà sản xuất giày ra y hệt như bên mình vậy em lại còn biết thêm nó chính là người đã nướng tay trên các mối làm ăn của công ty anh à có chắc là như vậy không mà em lấy tin này đâu ra vậy anh cứ tin em đi Đồ ngũ chim lợn của em hơi bị đông đấy mẹ bố nó chứ một thằng vắt muối chưa sạch, mới chân nước chân giáo vào nghề, định giờ trò bẩn với mình thì không được. Em định cho nó một bài học đi. Mình là doanh nghiệp làm ăn, đàng hoàng. Em làm sao thì làm, phải tính toán cho ký. Đừng dính dáng đến mấy thằng giang hồ mà chết đấy. Anh yên tâm. Em biết sử dụng đúng người đúng việc mà. Kiểu gì thì bọn này cũng không thể nào ngóc đầu lên được. Rồi nó là gì mà dám chơi xấu mình như thế? Cứ để đấy em cho nó gặm quả đắng ngay dĩ tuấn vốn tính hơi ngang tàng một chút mặc dù học xong đại học kinh tế thế nhưng mà anh không có ý định đầu quân về công ty gia đình đang tìm một hướng đi mới cho riêng mình dĩ hùng thì chiến chắn bao nhiêu trong khi đó dĩ tuấn có vẻ máu ăn thua bấy nhiêu anh giống như một con ngựa non háu đá vậy khi mà dĩ tuấn đang tính trong đầu cách dằn mặt đối thủ từ một vệ tinh được anh thuê đã cho anh một tin sốt dẻo Alo Cậu đến ngày số Ờ quận 5 đi Tôi có cái này rất hay cho cậu xem đấy Hy vọng là cậu sẽ thích Đến ngay đi nhé Chị vừa nghe được như vậy thì Di Tuấn đã leo lên chiếc mô tô đời mới của mình phóng vút đi. Vài chục phút sau đó, anh đã có mặt tại điểm hẹn. Không cần đợi lâu, chỉ một lát sau thì anh đã nhìn thấy. Đi ra từ văn phòng công ty lửa Việt, chính là ông Di Thái và một người nữa. Giờ đây thì mắt của anh hoa lên, và đưa tay rồi rồi mấy lần để nhìn cho kỹ Người thanh niên Ăn mặc bảnh bao Đang đi cạnh ông Di Thái Sao lại giống ba của anh như hai giọt nước thế này Như vậy là sao Tay chủ doanh nghiệp đó là ai Nhất định là hắn phải có quan hệ rất mật thiết với ông Di Thái Nên anh thấy ông cứ liên tục vô vai như động viên hắn vậy Đúng Nhìn hắn cực kỳ giống Di Hùng Anh hai của anh Bất ngờ thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lẽ nào... Đó chính là... Anh không dám nghi tiếp nữa Tự nhưng mà đầu óc thì bắt đầu sắp xếp lại một cách logic Phải rồi Nếu như anh đoán không nhầm thì 98% Hắn chính là con riêng của bà anh Thế hóa ra bấy lâu nay Ông đã ngấm ngầm giấu mẹ con anh đầu tư cho hắn Một cảm giác bị xúc phạm lừa dối Khiến anh tức giận muốn ngàn lên tận cổ Và anh không thể nào để yên việc này anh sẽ xử lý những kẻ nào đã chen chân vào gia đình của anh. Kẻ đã đứng đằng sau điều khiển ba anh để thao túng tất cả mọi việc. Sau đó thì anh ngoắc tên chìm lờn lại anh nói nhỏ với hắn một hồi rồi đợi ông dị thái đi khuất anh mới bảo tên kia. Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất đồng tên này cho tôi. Điều tra lý lịch của hắn thật kỹ sau đó cho tôi thông tin. Tôi sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho anh. Có gì là thì gọi ngay cho tôi nhé. Tên kia gật đầu Sau đó Di Tuấn phóng xe về Nhưng mà trong lòng thì bùng lên lửa hận Anh không về nhà Mà chạy thẳng đến văn phòng của công ty Khi mà thấy Chỉ có một mình Di Hùng ở trong Anh đi vào Thuật lại mọi thứ cho anh trai nghe Cũng như Di Tuấn Khi nghe em trai kể đến đâu Thì Di Hùng á khổ đến đó Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Và rất buồn về người cha của mình Nhưng là một người khôn ngoan chiến chắn anh đã dặn dò Di Tuấn tuyệt đối phải thận trọng Không được để cho mẹ biết Di Tuấn lại còn đưa cho Di Hùng xem Những tấm ảnh mà tên chim lợn kia đã chụp được Về người mà anh cho là con riêng của ông Di Thái Di Hùng tái mặt Đôi tay của anh run rẩy, Bởi chính anh cũng phải giật mình khi nhìn thấy Những đường nét quen thuộc của người thanh niên kia Ba ngày sau Tin toàn bộ hai dãy nhà xưởng của công ty giày lửa Việt bị thiêu rồi. Chỉ còn ba giấy còn lại Nhưng mà cũng phải ngừng sản xuất Để phục vụ cho công tác điều tra Nghe nói rằng kẻ xấu đã lợi dụng đêm tối Ra tay phóng hỏa Cũng may không có thiệt hại về người Báo chí và truyền hình cũng loan tin về vụ việc Dĩ Hùng gọi ngay Dĩ Tuấn đến phòng riêng Khi chỉ còn lại hai anh em Anh nghiêm mặt rồi hỏi Dĩ Tuấn Em nói đi Em có nhúng tay vào việc này không? Sao lại hỏi em việc đó? Nó đáng bị như vậy mà anh? trời ạ à. sao em lại dài dột như vậy em có biết nếu như sự việc đổ bể ra thì em có thể rú tù đấy em đã sai bọn nào làm việc này công an mà lần ra thì mệt đấy nhá mà anh không hiểu vì sao em có thể tùy tiện như vậy anh yên tâm đi mấy thằng em thuê chống đều nghiên cứu kỹ lắm camera của công ty đó đã bị chống cắt dây rồi không ai phát hiện ra đâu nhưng mà quả thật người tính thì không bằng trời tính Chỉ vài ngày sau đó Sau khi xảy ra vụ cháy Cơ quan công an bắt được Hai trong bốn đối tượng tình nghi Về trụ sở Nhờ một camera an ninh của một nhà dân cảnh đó Bằng nghiệp vụ cực kỳ bài bản Nhạy bén của mình Các anh đã bắt hai tên nghi phạm khai ra sự thật Và quả đúng như các anh dự đoán Sau một hồi quanh co chối tội Thì bọn chúng đã khai ra đồng bọn Và cả bốn tên đã lần lượt Vô khám Điều quan trọng mà chúng khai với cảnh sát chính là người chủ mưu đã thuê chúng làm việc này. Không ai khác chính là Lê Di Tuấn, cầu ấm thứ hai của doanh nghiệp Lê Di Thái. Ngay sau đó, Di Tuấn được mời lên cơ quan cảnh sát điều tra trước sự ngỡ ngàng của bà Thu Huệ và ông Di Thái. Sau khi đưa ra nguyên nhân xảy ra cớ sự, thế nhưng mà lý lẽ mà Di Tuấn đưa ra không thuyết phục nên anh bị quy tội chủ mưu phá hoại tài sản của tổ chức doanh nghiệp gây thiệt hại lớn về kinh tế Bà Thu Huệ biết tin thì tưởng chừng như ngất đi Khi đối diện với Nguyên Đơn Người đâm đơn kiện con trai bà Chính là Thơm Kẻ đã từng cặp kè với chồng của mình trước kia Bà ngá ngừa khi biết rằng công ty đó Chính là công ty của con trai bà Thơm Và cũng chính là đứa con riêng của chồng mình Thế nhưng mà giờ đây thì bà Không còn đầu óc mà nghĩ cho chuyện khác Điều mà bà lo lắng nhất bây giờ Chính là việc con trai của bà Sẽ đối diện với án tù mà bên kia lại làm đơn yêu cầu tăng nặng hình phạt. Nhìn ảo hồ ly năm nào, bây giờ nhìn bà và mắt dương dương từ đắc mà bà câm lặng không biết nói gì. Bà biết là mình đã thua. Oan ra ngó hẹp, đi đâu cũng gặp người đàn bà sao chổi đó. Bây giờ thì điều quan trọng nhất là bà phải cứu bằng được giấy tuấn để anh không phải chịu án. Mà điều này có nghĩa là bà phải đích thân đi lầy lục xin sỏ con mụ kia. Nhưng mà dù có thế nào thì bà cũng phải làm tất cả là vì con. cho dù có phải mất đi tất cả để di tuấn không phải dính vào vòng lao lý thì bà cũng đồng ý. nếu như tuấn bị đi tù thì đồng nghĩa với việc tương lai của con sẽ đóng sầm lại. mà một khi đã đi tù thì sẽ bị ghi vào lý lịch đen, thì còn gì là phát triển sự nghiệp nữa. vào thăm con ở nhà tạm giam, bà thương con đến út nghẹn. bà nói với di tuấn bằng mọi cách thì bà sẽ không để cho anh phải đi tù. Dê Tuấn nghe mẹ nói thì bực mình rồi đáp lại Mẹ à Thế mẹ có biết kẻ đó là ai không? Mẹ tuyệt đối không được thỏa hiệp với họ đâu Cứ mặc kệ con đi Con như đi ăn dương mấy năm thôi mà Không vấn đề gì cả đâu Đến nước này rồi Mày vẫn còn nói như vậy sao con? Thế mày nói đi Mày đã biết chuyện gì rồi Ôi trời ạ, à, con tôi Mẹ đúng là quá hiền lành và nhân đạo rồi đấy cũng bởi vì mẹ tin tưởng ba con như vậy, họ mới dám làm những việc tay đình như thế sau lưng của mẹ bà mẹ lại không biết. còn hận bà, con cầm thù mẹ con người đàn bà đó. Bà biết dây tuấn, đã biết tất cả, chính vì vậy nó mới không thể ngồi yên mà ra tay, giải rột như thế. Bà cũng không thể nào ngờ rằng mẹ con bà thơm không những không đi khỏi mảnh đất này mà lại còn phát triển một cách mạnh mẽ như vậy. Kể từ khi Di Hùng về tiếp quản công ty thì ông bà lui về làm cố vấn và giao toàn bộ công việc phát triển kinh doanh cho anh. Nên mọi việc bên lề, bà đều mảy may không biết. Theo hóa ra đằng sau lưng bà, họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Chồng bà lại còn đầu tư rất mạnh cho thằng con trai quý từ đó. Đúng là bà kiếm củi ba năm để trông đốt đi trong một giờ mà. Việc Di Tuấn bị tạm giam tại cơ quan công an khiến bà Thu Huệ sốc thực sự lo lắng cho con bao nhiêu thì bà lại trách ông Di Thái bấy nhiêu cũng tài ông mà ra cả thôi tài ông vẫn cứ lén lút qua lại ông cũng là người tiếp tay để cho thằng con riêng cướp hết mối làm ăn của gia đình và bà cảm thấy vô cùng thất vọng bây giờ điều quan trọng nhất là phải bằng mọi cách cứu cho bằng được thằng Di Tuấn không phải chịu cảnh vướng vòng lao lý mà muốn như vậy thì bà phải gặp trực tiếp mẹ con người đàn bà kia để thương lượng chỉ có như thế thì Di Tuấn mới có hy vọng mà thôi. Cuối cùng thì bà lại phải hạ mình xin sỏ à tình địch kia. Thật là cay như cắn phải ớt vậy. Hôm đó thì đích thân ông Di Thái đưa bà đến nhà riêng gặp mẹ con của bà Thơm. Khác với ngày trước, lần này thì bà Thơm giờ thái độ tức giận ngay từ đầu. Bà ta đã chút mọi bực dọc oán thù lên đầu của bà Thu Huệ. Như thể bà Thơm đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi vậy. Nhìn xoáy vào mặt của bà Thu Huệ Bà Thơm cất giọng, giết giọng. Chị sung sướng lắm có phải không? Chị đành vùi dập mẹ con tôi xuống đất xanh, nên mời đuổi công giết tận như vậy sao? Mẹ con chị, thật đúng là rắn độc mà. Các người quá ác. Phải khó khăn lắm thì mẹ con tôi mới gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Từ bây giờ các người tính sao đây? Tôi cũng không biết sự việc này. Chẳng qua là nó tuổi trẻ bồng bột, làm ra việc thiếu suy xét. Cô cũng đã từng được tôi ra ơn trong một lần Bây giờ thằng Di Tuấn Nó cũng đã nhận ra sai lầm rồi Cô hãy làm đơn bãi nải cho nó đi Thiệt hại bao nhiêu Thì chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng Thế chị tưởng như vậy là xong sao Thằng con trai của chị Nó đâu phải là chị muốn phá hoại tài sản của công ty tôi Điều mà nó mong muốn Là thiêu chết mẹ con tôi kia kìa Thì cũng may hôm đó mẹ con tôi không ngồi lại đó Chứ không thể giờ này đã đi chầu Diêm Vương cả rồi đấy Thế còn ngồi đây Nói chuyện với chị được sao Lúc này thì ông Di Thái lên tiếng Thôi em à Dù sao thì thằng Di Tuấn Nó cũng trẻ người non dạ Suy nghĩ chưa được thấu đáo Mà nó thì cũng giống như Di Khang thôi Đều là anh em một nhà cả Thế nên mong em thương anh bỏ qua cho nó Mọi thiệt hại Mới chỉ nói đến đây Ông đã bị bà Thơm chặn ngang lại Anh ngồi im đấy cho em đi Anh nói chúng nó là anh em ruột thịt Vậy nhưng mấy đứa bên ấy có bao giờ nhìn nhận thằng Giết Khang là em đâu. Anh ruột mà lại còn ác hơn cả người ngoài nữa. Xem tí nữa giết cả em trai của mình rồi. tự còn gì là tính người. Em nhất quyết không tha đâu. Để cho pháp luật xử lý đi. Có như vậy thì mới đúng người đúng tội. Tôi và ông Thái cũng đã nói tất cả rồi. Thế mà cô vẫn cứ muốn dồn thằng Di Tuấn vào chân tường. Thì liệu sau này có để anh em chung nó nhìn mặt nhau hay không? Mọi việc của người lớn trước kia tôi bỏ qua không nói đến nữa. Chỉ mong cô hãy tha cho Di Tuấn. Cô muốn gì thì tôi cũng chịu. Miễn sao nó được bình an vô sự. Thế chị tưởng là tôi muốn như vậy lắm sao? Chị cứ nhìn mấy dây nhà xưởng của thằng Di Khang bị thiêu rồi. Nên như nó là con của chị, chị cảm thấy thế nào đây? Tức khéo có khi là chị còn sai người băm chết mẹ con tôi chứ chả đùa. Tôi chỉ mở mắt cho chị thế này Toàn bộ nhà xưởng Cơ sở vật chất của công ty Mẹ con tôi đã phải vay mượn Rồi cầm cố của ngân hàng Và người thân Mới có đủ tiền Chứ không phải lá mít đâu mà dễ kiếm Nhấp một ngụm nước Bà ta đổi ngay cách sừng hồ Này nhá Nguyên thiệt hại về tài sản là rất lớn Tôi chưa thống kê hết Thế nhưng mà Chỉ riêng chuyện các công nhân phải nghỉ việc Mọi hợp đồng bị đình trệ Đơn hàng bị hủy Và chúng tôi bị phạt hợp đồng Số tiền này đã là rất lớn Thế bà có đền được không? Rồi chưa kể còn phải xây dựng lại nhà xưởng Mất rất nhiều thời gian Thiệt hại thì chồng chất Thế bà tính sao đây? Đến nước này thì bà thu hề đành phải Đi một nước cờ táo bảo Bà biết người đàn bà trước mặt sống chỉ vì tiền thôi Bà cũng quá hiểu chân lý Cái gì không mua được bằng tiền Thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền và đồng tiền chính là quân cờ vạn năng Nó có thể bẻ cong cán cân công lý Vì vậy Bà biết trong việc này Chỉ có tiền mới giải quyết được thôi Cô cứ đưa ra một cây xá đi Chỉ cần con tôi không phải vướng vào vòng lao lý Tôi bằng lòng Nhìn bà thu hề vào ánh mắt Của người cửa trên Bà thơm nó như hét vào mặt của người đối diện Bà muốn cứu con bà lắm có phải không Vậy thì chỉ còn cách Bà phải sang tên một nửa cổ phần công ty Hưng Thành cho tôi Bà đồng ý không? Cái gì? Cô thật là quá đáng Tôi có thể trả tiền cho cô Còn công ty Là tâm huyết cả đời của vợ chồng con cái tôi Tôi không thể Nếu như vậy thì thôi Bà đi về đi Thế Vậy mà chưa gì đã leo lẻo Kêu là giá nào cũng đồng ý Cứ hẹn gặp nhau tại tòa đi Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu từ lúc vợ chồng ông Di Thái bước vào Bà Thơm đã ra hiệu cho Di Khang Không được nói gì cả Bây giờ Thanh mưa lên tiếng Mẹ Dù sao anh Di Tuấn cũng là anh trai của con Mẹ hãy suy nghĩ lại Cứ ngồi yên đấy cho mẹ Chưa phải lúc con nói Anh mong em nghĩ lại Tha cho thằng nhỏ đi Anh xin em đấy Ông Di Thái cất giọng yếu ớt Thế nhưng mà mặt của bà Thơm thì vẫn cứ lạnh băng Bà ta đứng dậy ra vẻ không thèm tiếp Thế như vậy thì bà Thu Huệ Mời đưa ra một quyết định Tôi biết là thằng con trai của tôi xài sột Mới để xảy ra cớ sự như vậy Bây giờ thì lời bất cập hại rồi Thôi được Tôi đồng ý với yêu cầu của cô Những tưởng như vậy thì bà Thơm sẽ vui như bắt được vàng Nhưng bà Thu Huệ đã nhầm Với một người đầy tham vọng mưu mô như bà Thơm Thì như vậy vẫn là chưa đủ Bà ta nói một câu mà bà Huệ như chết đứng bởi sự độc địa khó ngờ. Chưa hết. Đó chỉ mới là một điều kiện. Còn điều kiện thứ hai của tôi là... Cái gì? Cô còn muốn gì nữa? Cô nói luôn đi. Bà nghe cho rõ đây. Điều thứ hai tôi muốn bà thực hiện là sau khi sang nhượng một nửa cổ phần cho tôi, bà và các con phải rời khỏi mảnh đất này và rút chân ra khỏi lĩnh vực sản xuất dày da. Thương hiệu Hưng Thành cùng với một nửa cổ phần kia, tôi sẽ mua lại. Chỉ có như vậy thì tôi mới đồng ý làm đơn bái nại cho con trai của bà. ngả ngồi trên ghế, bà Thu Huệ tránh choáng mặt mày bởi vì yêu cầu vô lối của bà Thơm. Đúng là ép người quá đáng. Mụ ta cố tình muốn triệt hạ bà để trả lại mối thù năm xưa. Nhưng mà lúc đó, Mù chính là người xen vào, phá vỡ gia đình của bà. Cái giá mà ả à nhận vẫn là quá rẻ và bà đã quá nhân đạo với kẻ thù của mình Để bây giờ gầy ông đập lưng ông Người xưa thường nói Đánh rắn phải đánh dập đầu Vậy mà bà đã tha chết cho nó Cho nó nhiều cơ hội Để giờ đây nó quay ra cắn lại bà Thì còn điều gì đau đớn hơn bài học này không Bà về đi Bà có 3 ngày để suy nghĩ và đưa ra quyết định Con trai của bà Có được tài ngoại hay không Thì phụ thuộc vào quyết định của bà đấy Bây giờ tôi bận rồi Chào bà. Nói xong thì bà Thơm quay gót đi vào phòng, Bỏ mặt bà Thu Huệ, mặt đang từ đỏ chuyển thành tái, vòng dây thai thì lúng túng như gà mắc tóc. Ông biết là mình có nói thêm cũng không thay đổi được gì, bởi vì ông biết tính của bà Thơm. Đã muốn gì thì phải làm cho bằng được. Ông chỉ không ngờ được rằng bà Thơm lại dám chặn tất cả các ngả đường của bà Thu Huệ và con cái của ông. Bây giờ theo ông mới cảm thấy thực sự phiền toái, bởi vì ở thì cũng sợ. Và đi thì cũng chẳng xong Bên nào thì ông cũng nặng tình Và đứa nào cũng là con của ông cả Đúng thật là tiến thoái lương nàn Ông dì Thái Dìu bà Thu Huệ ra xe để ra về Có lẽ để xảy ra cửa xử này Làm cho mấy đứa con huynh đệ tương tàn Cũng một phần lỗi do ông Bây giờ thì ông mới biết tác hại của việc đào bòng của mình to lớn như thế nào Nhưng có lẽ người đau nhất Thì vẫn là bà Thu Huệ Một đời trào chống cùng ông gây dần sự nghiệp Giờ mới bàn giao cho con chưa nóng tay Vậy mà tự dưng mất hết Thế tự hỏi bà sống làm sao được đây Xong nếu như không đồng ý Thì thằng Di Tuấn sẽ phải đi tù Mà theo bà tìm hiểu Việc phá hoại tài sản của doanh nghiệp Gây tổn hại từ 500 triệu đồng trở lên Sẽ bị phạt tù từ 10 cho đến 20 năm Nếu như vậy thì hỏng hết sự nghiệp rồi Còn đâu nữa 10 hay 20 năm tù Đâu phải là ngắn Chưa kể đến những rủi ro khi ở trong tù lại còn ánh mắt kỳ thị của xã hội sau khi mãn hạn. Nói chung, nếu như đã dính vào vòng lao lý và bị cái án này thì coi như đi tòng. Bà biết à thơm kia đã lợi dụng điểm này đánh cho bà không còn đường lui và không còn lựa chọn nào khác. Con hồ ly này quả là quá nguy hiểm. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Bà đã quá nhân nhượng với tình địch để rồi cuối cùng nhận lại cái kết cay đắng như vậy. Sau ba ngày suy nghĩ, cuối cùng thì bà Thu Huệ cũng phải nhắm mắt đồng ý bởi vì sự an nguy của con. Từ một doanh nghiệp ăn nên làm ra có chỗ đứng vững chắc trên thị trường giờ đây bỗng dưng rơi vào tay của kẻ khác. Việc hoán đổi chủ một cách ngoàn mục khiến cho bà muốn hóa điên. Bà không cam lòng thế nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Sau đó thì các thủ tục pháp lý nhanh chóng được ký kế kết trước sự chứng kiến của luật sư. Cuối cùng thì công ty dài ra hưng thịnh chính thức đổi chủ từ hôm nay. Đồng nghĩa với việc Người điều hành công ty chính là bà Thơm Bà ta cũng nhanh chóng Chuyển trả cho bà Thu Huệ số tiền Một nửa cổ phần còn lại Và tờ đơn bãi nại Cũng được bà Thơm viết Gửi lên cơ quan chức năng 3 năm sau Lúc này vợ chồng bà Thu Huệ Và hai cô con trai đã sang Canada Cùng với người anh ruột của bà Tại đây thì ông bà đã phải tạo dừng lại toàn bộ cơ nghiệp, phải chấp nhận để những bước chập chứng đầu tiên trên xứ người. Nhờ có anh trai của bà giúp đỡ hậu thuẫn Mà Di Hùng Di Tuấn Từng bước đặt nền móng cho công việc Còn dang dở trước kia Khi chấp nhận ra nước ngoài Bà đã phải chấp nhận bỏ lại phía sau tất cả Không cam tâm Nhìn tình địch từng ngày từng giờ đà kích mình như vậy Thế nên sau nhiều lần Được anh trai thuyết phục Thì bà đã đồng ý sang Canada Để thay đổi môi trường Và cũng là cùng các con chinh phục thử thách Ở một đất nước mới Bà Thơm quả là một con cáo già lọc lói trong mọi lĩnh vực. Bà càng tàn nhấn thủ đoạn bao nhiêu thì dĩ khang lại càng ghê sợ mẹ của mình bấy nhiêu. Việc di tuấn đốt cháy mấy giấy nhà xưởng của công ty không khiến anh tức giận. Mà ngược lại anh cảm thấy chính mẹ mình mới là nguồn cơn đẩy gia đình bên ấy vào bước đường cùng. Bà Thơm biết anh là người sống tình cảm. Vậy nên mọi việc bà đứng ra đành liều hít, không cho anh nhúng tay vào. Việc đứng tên giám đốc công ty Dài Lửa Việt của anh chỉ là trên danh nghĩa, còn về thực chất người điều hành chính là mẹ của anh. Bất bình về việc làm của mẹ, bởi vì anh cũng hết lời khuyên can, nhưng bà Thơm không những không nghe mà còn muốn cho công ty hưng thịnh, mà trực tiếp là dĩ hùng, không thể nào ngóc đầu lên được. Sau sự việc đó, anh rất ái náy. Anh đã lén gặp mẹ con bà Thu Huệ để xin tha thứ và hứa sẽ bằng mọi cách trả lại cổ phần công ty cho bà nhưng mà lời nói của anh thì ai tin hai anh trai cùng cha khác mẹ còn nghĩ anh đang đà kích họ và nhất quyết đuổi anh về dĩ khang biết giữa mình và các anh trai có một hố sâu ngăn cách và không bao giờ lấp kín được Từ giao sang canada ông dĩ thái luôn cảm thấy ăn năn về tội lỗi của mình ông cứ ra mình trong phòng cả ngày không ra ngoài ông ngài với vợ và các con bởi vì ông mà sản nghiệp tiêu tan hết cả gia đình phải đưa nhau sang xứ người Bà Thu Huệ có trách giận ông một thời gian Thế nhưng mà bản tính của bà vốn là người nhân hậu sống tình cảm Cuối cùng thì bà cũng tha thứ, mở lòng với ông Thế nhưng mà Di Hùng và Di Tuấn thì khác Mặc dù chúng không chỉ trích ông nhiều Thế nhưng mà ông biết trong thâm tâm anh em của nó Vẫn giận ông lắm Và vẫn giữ một khoảng cách vô hình với ông Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa Di Khang đã lấy vợ và công ty của anh khuếch trương ngày một lớn Bà Thơm lúc này cũng bàn giao toàn bộ hai công ty Hưng Thịnh và Lửa Việt cho anh quản lý, lui về nghỉ ngơi. Thế nhưng mà bản tính con người của bà thì không hề thay đổi. Và Phương Linh là người tiếp theo phải chịu sự o ép xét nét của mẹ chồng. Mười năm sau, lúc này thì vợ chồng Dĩ Khang cũng đã dần nguôi ngoai sau cái chết của Thảo Nguyên. Và giờ đây Nguyệt Cát cũng đã được bốn tuổi, bắt đầu học lớp trồi của trường mầm non Hoa Hồng. Còn Gia Bảo, tám tuổi, cũng bước vào lớp 3. Cô bé rất lý lắc và thông minh, khiến ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng mà dường như cuộc đời lại luôn trêu người phương linh. Khi nỗi đau về đứa con gái song sinh chết yểu vừa ngôi ngoai, thì vợ chồng cô lại đối mặt với một nỗi đau khác. Hôm đó đang ở công ty, Phương Linh có điện thoại, nhìn vào màn hình hiện ra số máy của cô giáo Nguyệt Cát. Alo, chị ơi, chị đến trường ngay đi. Bác Nguyệt Cát từ rừng đang trong giờ học thì ngất xỉu À? Nghe cô giáo nói mà Phương Linh buồn rộn cả tay chân Cô xuống lấy xe rồi chạy thẳng đến trường của con Lúc này thì con gái đã được đưa xuống phòng y tế Nhìn thấy con da rẻ tái xanh Nằm thiêm thiếp trên giường Nước mắt của cô tuôn rơi Nguyệt Cát đã tỉnh lại Cô bé nhìn thấy mẹ thì chia tay ra Thế nhưng mà có vẻ như bé đang đau đớn lắm thì phải Cất giọng yếu ớt Mẹ ơi Con chóng mặt quá Đưa con về Phương Linh mới gọi điện cho chồng và đưa Nguyệt Cát đi khám. Bởi vì nhà Linh hay đến khám tại một phòng mạch quen của một bác sĩ từ nên cô cũng đưa con đến đây. Sau khi khám lâm sàng thì bác sĩ nói có thể là Nguyệt Cát bị thiếu canxi, gây ra chóng mặt, tuột đường huyết và kê cho cô bé một loạt thuốc bổ sung. Chẳng an rằng bệnh này cũng nhiều bé gặp phải nên cũng không đáng lo. Nguyệt Cát cũng đỡ được một thời gian và không có biểu hiện hoa mắt chóng mặt nữa nên vợ chồng cô cũng yên tâm thi thoảng thì bé có kêu đau nhức xương khớp thì cô lại nghĩ chắc là do tuổi bé đang phát triển cơ xương nên biểu hiện đó là hoàn toàn bình thường cho đến một năm sau nguyệt cát hay bị chảy máu cam và cứ nói là đau đầu liên tục chân tay thì thi thoảng nổi lên những vết bầm tím vợ chồng của cô lo lắng đưa con đi bệnh viện để khám tại đây thì nguyệt cát được cho làm các xét nghiệm và kết quả khiến cho phương linh và dĩ khang như chết đứng Hai người không thể nào tin vào tay của mình Khi nghe bác sĩ thông báo về tình hình của con Nguyệt Cát Đã bị ung thư máu Giai đoạn cuối Đất trời như sụp đổ dưới chân cô Thương con chỉ mới 5 tuổi Đã mắc phải căn bệnh ung thư quái ác Căn bệnh diễn biến âm thầm Mà vợ chồng của cô không để ý Nên khi Nguyệt Cát có những biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, đau xương khớp Thì vợ chồng cô lại chủ quan Chỉ đưa con đến khám ở phòng mạch Bác sĩ tư mà lại không đến bệnh viện Bây giờ thì cô mới thấy ân hận bởi vì quyết định sai lầm đó. Nhìn đứa con bé bỏng của mình, người mẹ như cô tự thấy mình bất lực. Hai vợ chồng bắt đầu cuộc hành trình tìm lại sự sống cho con. Cho dù bằng bất cứ giá nào, kể cả đánh đổi cả mạng sống của mình để con được sống, thì cô cũng cam lòng. Nhưng mọi việc không hề đơn giản, bởi vì Nguyệt Cát vẫn còn quá bé. Cơ thể thì không đủ khả năng tự sản sinh ra hồng cầu, mà hàm lượng bạch cầu thì liên tục tăng, Khiến cô bé thường xuyên bị chảy máu cam không cầm được Nguyệt cát Phải nhập viện để điều trị hóa chất và xả trị Cơ thể nhỏ bé của cô bé gồng mình chiến đấu với căn bệnh quái ác Khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy thương xót Nhìn con gái tiều tụy và nhà bẫng trên tay của mình Người mẹ như đứt từng khúc ruột Đầu tóc thì rụng hết Và không thể nào tưởng tượng sao cô bé Nguyệt Cát ngày nào Như thiên thần Giờ đây cứ leo lét như ngọn đèn trước gió Mọi phương pháp đều được các bác sĩ áp dụng triệt để Và cuối cùng thì biện pháp ghép tủy Là giải pháp cuối cùng được đưa ra Hy vọng cứu được Nguyệt Cát bé nhỏ Dĩ Khang sẽ là người hiến tủy cho con Hy vọng rằng mọi nỗ lực sẽ được bù đắp Ngày Nguyệt Cát được đưa lên bàn ghép tủy Là những giây phút phương linh hồi hộp lo lắng Chỉ mong con gái chiến thắng bệnh tật Cô cứ chắp tay cầu trời khấn Phật Để con gái được phù hộ độ trì Cuối cùng thì ca ghép tùy cũng thành công Bây giờ chỉ trông chờ vào bản thân Nguyệt Cát thôi. Cô bé sẽ phải chiến đấu với các tế bào lạ vào cơ thể. Bác sĩ nói, sẽ có nhiều tác dụng phụ xảy ra trong một vài tuần tới. Có người còn phải đối mặt với những tác dụng phụ kéo dài, thậm chí vài tháng mà cũng có thể là vài năm. Một cơ thể yếu ớt nhỏ nhoi mà ngày nào cũng phải uống hàng loạt thuốc kháng virus, kháng vi khuẩn. Thế nên nhìn Nguyệt Cát giờ chỉ còn da bọc xương, Khuôn mặt xanh xắn như thiên thần Giờ đây chỉ còn lộ ra đôi mắt to tròn thi thoảng thì nhòa lệ Khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt Hy vọng thiên thần nhỏ của chúng ta Sẽ trở thành một chiến binh dũng cảm Chiến thắng bệnh tật Thế nhưng mà cuộc đời thì lại không như là mơ Cuộc sống đầy giấy khắc nghiệt Đã không chịu lòng người Chỉ 3 tháng sau ca ghép tủy Nguyệt Cát yếu đi trông thấy Cô bé hầu như phải nằm ở bệnh viện Gắn bó với kim và dây chuyền nhiều hơn mọi thứ khác Nhìn con xanh xa vàng vọt mà người làm mẹ như Phương Linh cảm thấy vô cùng bất lực. Tất cả đều tập trung hết nguồn lực để lo cho con. Nhưng mà hy vọng thì quá mong manh. Bác sĩ nói, tiền lường về bệnh tình của Nguyệt Cát rất xấu. Cô bé có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Tôi thì kéo dài sự sống cho bé được chừng nào thì tốt chừng đó. Thật là không công bằng với Phương Linh khi cả hai con gái đều muốn rời bỏ cô. Nhìn đứa con gái bé bỏng nằm nhẹ bấn trên tay mình Cô không cầm được nước mắt khi ôm con Nguyệt Cát vừa mới thiếp đi một lát Mấy hôm nay thì cô bé liên tục Kêu đau bụng rồi đau lưng Ăn được chút gì thì ói ra hết Đang thiêm thiếp ngủ Chợt Nguyệt Cát tròn tỉnh dậy Ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn mẹ Thấy mẹ đang khóc Cô bé đưa đôi tay nhỏ bé lau mắt cho mẹ Rồi nói bằng giọng ngắt quáng Mẹ Mẹ nín đi Mẹ đừng khóc nữa con sẽ cố chịu đau Con thương mẹ Chỉ bấy nhiêu lời thôi Nhưng mà nó như bóp ngàn trái tim của một người mẹ Sao mà cô lại khổ như vậy Cô đã làm điều gì sai Mà ông trời nỡ đầy đọa cô như thế Nỡ bắt con gái của cô chịu đau đớn Thống khổ như vậy Con cố gắng nhé Mẹ sẽ ở bên con Cùng con chiến thắng bệnh tật Nguyệt cát xinh đẹp của mẹ Mẹ à, Mẹ kể cho con nghe đi Kể đi mẹ Con muốn được nghe mẹ kể chuyện Được rồi Mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện cổ tích nhé Thế con có thích nghe câu chuyện Aladdin và cây đàn thần không Con thích à Mẹ kể đi Đôi mắt chớ tràn rơi Thế nhưng mà từng lời trong câu chuyện Vẫn được Phương Linh kể ra Càng về sau tiếng nói lại càng tắc nghẹn Nơi cổ họng Câu chuyện đã đi đến hồi kết Cô thấy mắt của Nguyệt Cát khai nhắm lại có lẽ cô bé đang mơ màng trong thế giới cổ tích của mẹ. Hết rồi mẹ? <laughs> Hay quá. À, con buồn ngủ. Mẹ dù con ngủ được không? Được mà. Mẹ sẽ dù con gái ngủ nhé. Nhắm mắt lại đi con. Thế rồi lời dù được cất lên. Tiếng dù à ơi như gió thoảng. Những câu hát dù buồn về con cò lằn lội bờ ao. Về người mẹ tần tảo mò cua bắt cá nuôi con sớm chiều. Trên những câu hát ru này Mẹ đã hát ru cô thổi nhỏ Bây giờ cô lại hát ru con Đứa con yếu ớt bệnh tật Không biết sẽ rời xa cô lúc nào đây Con bé đang ngủ ngon trên tay mẹ Tự nhiên mà giọt lệ thì vẫn thánh thót Rơi trên hàng mi dài dợp bóng Của người mẹ tội nghiệp Cô ước ao giá như mình có thể hoán đổi được số phận Cô nguyện sẽ chết đi Để cho con được sống Đang chìm đắm trong nỗi ước ao vô vọng Thì Di Khang đi vào Tay của anh sách theo rất nhiều đồ lệnh cảnh cho hai mẹ con. Ngồi xuống vỗ vai động viên vợ, anh cũng xót xa không kém. Anh à, làm thế nào cho con khỏi bệnh đây? Em không muốn mất Nguyệt Cát đâu. Thảo Nguyên đã bỏ chúng ta đi rồi. Làm cách nào để cứu sống Nguyệt Cát đi anh? Dĩ Khang bối rối trước lời cầu cứu từ vợ. Và tránh anh cũng đang bế tắc không biết phải làm thế nào. Anh cảm thấy ân hận bởi vì trước đây vợ chồng mình đã quá chủ quan, không để ý đến những hiện tượng bất thường của con. Cho đến khi phát hiện ra thì bệnh tình đã tiến triển muộn. Với một thân thể mảnh mai của một đứa trẻ gần 6 tuổi, thì làm sao chống chọi lại bệnh tật và những cơn đau hành hạ. Tiếng của vợ anh lại vang lên bên tai. Anh ơi, anh là vợ chồng mình đưa con sang Singapore chữa bệnh đi. Em thấy khoa học bên đó phát triển hơn. Nhiều gia đình cũng đưa người thân sang đó cho dù chỉ còn một phần trăm hy vọng Thì em vẫn muốn đi Anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ Rồi thì mình quyết định em à Chúng ta sẽ làm tất cả vì con thôi Trong khi vợ chồng dĩ khang Đang hàng ngày hàng giờ chiến đấu cùng con ở bệnh viện Thì ở nhà bà Thơm lại tin lời thầy bói Trong một lần đi chùa Bà vô tình bắt gặp một bà thầy bói xạo Nhìn thấy đám đông Xuống đông xuống đỏ lại coi Thì bà cũng tò mò gạt đám người lên vào Nghe bà thầy phán cho Mấy người mà ai cũng gật đầu nghe có vẻ đúng lắm. Bà ngồi nghe há hốc mồm không bỏ sót câu nào, mặc dù không phải là việc của mình. Đợi một lúc lâu, khi mà đám đông lần lượt đặt vào chiếc đĩa trước mặt những tờ 200.000 rồi nhanh chóng tàn đi. Bà đành nhờ bà thầy bói xem trong một quẻ. Thì bà này bất ngờ nhìn thẳng vào mặt của bà rồi nói. Nhà của bà sắp gặp hòa sát tinh rồi. Tôi hỏi không phải để bỏ qua nhé. Có phải nhà bà đang có chuyện buồn có phải không? Không hề nghi ngờ bà thầy đang nói sửa. Bà thơm cứ như thế gật đầu lia lia xác nhận. À, dạ đúng như vậy. Mong thầy chỉ giáo. Tôi nhìn thấy ấn đường của bà xanh lắm. Xám nữa. Chứng tỏ người thân của bà đang bị nạn. Có thể là đại nạn đấy. Ờ... À, dạ vâng. Tôi liệu có nguy hiểm đến tính mạng không thưa thầy? Nàn này là hàn nặng Nàn kết hung Chứ không đùa được đâu Nếu như không biết cách hóa giải thì không khéo Sẽ có người vong mạng đấy Nhìn thấy bà Thơm vẫn im lặng Bà này lên bôi thêm một câu Tôi thấy Nam Nhi nhà bà cũng bị hàn rất nặng Cậu này không cẩn thận Cũng gặp hỏa lớn Cẩn thận cào Tan trùng tan đấy Bà Thơm ngay xong thì vá cả mồ hôi Bà nghi bụng Thôi đúng quá còn gì nữa còn Nguyệt Cát chả phải Đang thập tử nhất sinh sao Nếu như vậy thì bà đã gặp được quý nhân rồi May ra bà thầy này có thể giúp được Bà đỡ đi cái hạn đấy à, Thầy ơi Tức liệu thầy có cách nào hóa giải Thì chăm sự nhờ thầy Nhà tôi cũng là người trần mắt thịt Cũng may có cơ duyên gặp được thầy Mong thầy ra tay làm phúc Thế nhà của bà có ở gần đây không Nếu làm thì phải làm ngay Việc này thì không thể nào chần chừ được Nhưng mà tôi nói trước Tôi chỉ nhận giúp những người nào tín tâm thôi. Còn nếu không tin thì bán bộ thần thánh rất khoát tôi không nhận đâu. Ờ, thế thì tốt phước quá. Nhà tôi thì không ai dám ăn nói bậy bạ gì đâu. Hãy để mời thầy về luôn hôm nay. Xem Xe cần sắm sửa gì thì cứ chỉ bảo. Hết bao nhiêu thì tôi cũng chịu. Chỉ cần con trai tôi qua hết hẳn ách thì tôi xin hậu tạ thầy. Bà nói mà không biết ngược mồm ấy. Bà chỉ biết cầu con trai của bà thôi. Còn đứa cháu đang thập tử nhất xanh ngàn cân treo sợi tóc kia, bà mặc kệ. Hay nói đúng hơn từ khi biết Nguyệt Cát bị ung thư máu giai đoạn cuối, bà luôn nghĩ trong bụng sao nhà mình toàn gặp những điều xui xẻo. Nhiều khi bà lại còn nghĩ chắc nhà bà không có duyên nuôi con gái, nên hai đứa cháu sinh đôi, một đứa thì tật nguyền, một đứa thì lại ung thư. Đúng là chả ra làm sao. Bà kia biết là đã gặp được mối bờ, nên trong lòng khấp khởi mừng thầm. Bà ta đã sớm đoán bà Thơm là người có tiền, bởi vì ngay từ lúc bà Thơm bước từ trên xe vào chùa, thấy trên người của bà đeo đầy trang sức, bà thầy này đã sáng cả mắt. Chỉ cười cho bà Thơm khoa học không tin, đi tin vào cái thư giả thần giả quỷ này. Và rồi thì điều gì đến cũng đến. Bà thầy vô danh kia chỉ bằng mấy lời đoán bừa, sẵn bậy, đã được bà Thơm mời về tận nhà, làm lễ giải hạn. Chẳng biết bà ta vẽ hư vẽ vườn gì, mà bà Thơm tin sái cổ. Sai chị ba đi mua đủ thứ đồ má Và những thứ mà bà ta yêu cầu Bà ta còn bảo có những thứ Chỉ đích thân bà ấy đi mua thì mới được Và đưa ra số tiền để mua những thứ đó Nào là những thứ vô cùng đắt đỏ Chỉ có phủ bà ta mới có Mà những thứ này bà phải đặt tận bên Trung Quốc mới được Bà thơm liền đưa cho bà thầy kia 10 triệu Mà không mảy may nghi ngờ Giống như bà đang bị thứ gì đó che mắt Hay là bị thôi miên vậy Bất kể bà thầy kia nói gì Cũng nghe theo giảm giác Bà thầy từ xưng là chín kia, ra về chuẩn bị đồ cúng, hẹn sáng ngày mai quay trở lại cúng cho nhà bà. Cứ ngỡ rằng sau khi bà ta đi về thì bà Thơm sẽ tỉnh ra mà suy nghĩ lại, nhưng không. Bà vẫn có một niềm tin mù quáng vào cái thế lực siêu nhiên đó. Cứ coi nó như là thứ bùa vạn năng có thể giúp bà thực hiện mọi ý định. Chị Ba đi chờ mua đồ về thì chẳng thấy bà thầy đâu. Nghe bà Thơm kể lại thì chỉ cũng nghi ngờ về năng lực của bà thầy. Chị liền đem thắc mắc nói ra với bà Thơm. Bà ơi, con nghĩ chắc bà ta thấy nhà mình có điều kiện nên lừa đảo đấy. Thầy mà nổi tiếng thì đâu phải đi bói xạo kiếm từng đồng xu lẻ như vậy. Bà chơi gì, đã tin. Lại còn đưa cho bà ấy cả chục triệu như thế. Thì ngồi nhà bà ta đi không trở lại thì sao đấy? Phỉ phui cái mồm nhà chị. Không tin, cũng dám mà ngầm miệng. Ai lại đi bán bộ thần thánh như vậy? Chị không nói thì không ai bảo chị cầm đâu tôi nói gì thì cứ như vậy mà làm đi nói rồi bà ngúng người bỏ lên nhà trong sự lo lắng của chị ba chị biết mình đã khuyên người không đúng chỗ với bà thơm chỉ có một câu duy nhất bà luôn luôn đúng đang đứng tần ngần một chỗ thì bà thơm quay ra nói một câu như sằn mặt chị tôi đối với chị cũng không đến nỗi nào tôi vậy nên chị cứ liều liều cái mồm đi đừng có mà lại bô bô lên với thằng dĩ khang mọi việc ngày hôm nay do tôi quyết định ai hỏi gì thì chị cũng coi như không biết Nghe rõ chưa Dạ vâng bà yên tâm Con không dám nói gì đâu ạ. À? Thôi tôi đi nghỉ một lát Chị dọn dẹp rồi xem cơm nước đi là vừa Chị ba lùi thủi đi vào trong bếp Cả người ở như chị Đâu có tiếng nói gì trong nhà chủ đâu Thời nay hiện đại Nên không dùng từ người ở Mà gọi là người giúp việc cho danh chính ngôn thuận Và hiện đại hóa thành một cái nghề mà thôi Trung quy thì vẫn cứ là tầng lớp dưới Không được chủ nhà xem trọng Họ cứ nghĩ bỏ tiền ra thuê mình Thì họ muốn sai cái gì thì sai Nói cái gì thì nói Tất cả đều cho rằng Họ là tầng lớp trên giống như bà Thơm vậy Người như cô Phương Linh và cô Dĩ Khang Thì lại khác Hai người luôn coi chị ba như một thành viên trong gia đình Nên chị mới làm cho nhà bà Thơm lâu như vậy Gần cả chục năm trời Trước khi cô Linh có bầu hai bé gái mà nếu nhà cũng như bà Thơm thì chắc là chị đã đi từ lâu. Đúng hẹn. Sáng hôm sau thì bà thầy bói kia mang rất nhiều đồ lệnh cảnh đến nhà bà Thơm cũng giải hạn. Mấy ngày nay vợ chồng sĩ Khang hầu như ở bệnh viện với con gái. Cũng ít khi về nhà. Gia Bảo thì đã đi học. Trong nhà giờ đây chỉ còn Tài, bà Thơm cùng với chị ba. Nhìn thấy Tài thì bà thầy bói có vẻ e rẻ. Bà Thơm lên tiếng chấn an. Thầy cứ yên tâm, đây là thằng cháu của tôi Không vấn đề gì đâu Sau gần 2 tiếng đồng hồ chập trang Thành là gó mó Thì bà thầy bói cũng đã cúng xong Toàn bộ hình nhân rồi vàng má ngựa xe Đều được mang đi đốt Riêng mỡ tiền toàn mệnh giá Từ 50 đến 500 nghìn Cơ cung vài triệu Được xếp vào mâm đổ lễ Thì bà thầy đút ngay vào túi một cách thản nhiên Gật gù hài lòng bà ta vui vẻ nói Tôi đã giúp cho gia chủ Đuổi hết vần đen đi rồi đấy Và người nhà của bà sẽ sớm khỏi bệnh thôi Mọi hàn này cũng sẽ trôi qua Cứ tin tôi đi Ở cái thành phố này thì tôi đi cũng cho bao nhiêu người rồi Nói đoạn thì bà ta móc ngay cái điện thoại ra Rồi làm bộ giật mình Ôi tôi chết Mày làm cho nhà bà tôi quên mất Còn một cái hẹn đi cúng cho một ông chủ tịch phường nữa Bà đã quá giờ hẹn rồi Tôi thì lại để máy im lặng Nên không biết Khổ, người ta gọi cháy cả máy rồi đây này rồi sau đó Đứng ngay dậy đi ra góc sân gọi điện thoại Chẳng biết là bên kia nói gì Chỉ thấy bà này liên tục gật lia lìa Được rồi Đến ngay đến ngay đây Bà thơm thấy như vậy Biết là bà thầy kia sắp phải đi Có giữ ở lại ăn cơm thì cũng không được liền nắm lấy tay của bà này Miệng cảm ơn dối dít Đúng là phúc đức cho nhà tôi quá Nhờ trời xuân rồi gặp được thầy Vậy tiền cúng kiếng hết bao nhiêu Xin thầy cứ nói Thôi thì trước là sau quen Coi như tôi và bà có xuyên Chẳng dấu gì bà Làm việc này nó vô giá lắm Tôi làm cũng là lấy cây phước cho con cháu thôi về vậy gia chủ cứ tùy tâm Nhưng mà thường mỗi lần cũng giải hạn cô ta như thế này Tôi chỉ lấy chục triệu thôi Ai đưa thêm thì tôi cũng không lấy Bà thơm bình thường khôn lanh là thế Mà lại là người cực kỳ tin vào tâm linh Tin một cách mù quáng và ngu muội Gặp được bà thầy bói xào này chỉ nghe bà ta phán bừa vài câu đã vội tin ngay Không ngần ngại Bà đi vào nhà Một lát sau đi ra tay cầm một sấp tiền đưa cho bà thầy Miệng thì vẫn không ngừng suýt xoa Nói lời ơn nghĩa Bà thầy kia chỉ đợi có như vậy Đút vội sấp tiền vào túi Nhanh chân chuồn thẳng Khi bà ta đi rồi thì chị ba Bị gọi lên thu giòn bãi chiến trường Thú thật thì chị không hề có một chút tin tưởng gì Ở cái bà thầy bói này Chị nghĩ nếu như đã nổi tiếng Thì phải mở đông mở phủ Và người ta tự tìm đến Chứ chả ai đi ngồi lê bói rào Thế mà bà Thơm cũng tin Nhưng mà chỉ biết là mình thấp cổ bé Hồng Lại là phần giúp việc Nên mặc kệ Hôm qua chị nói rồi Thế nhưng bà Thơm có tin đâu tôi thì mặc kệ bấy Mình cứ làm tốt công việc của mình là được Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn Tập truyền ngày hôm nay và quả thật đây là một tập truyện mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ giờ đây thì biến cố đã ập đến với gia đình của phương linh và dĩ khang thật không ngờ là đứa con gái của họ lại bị ung thư máu liệu rằng có khi nào họ sẽ mất đi cả đứa con còn lại này hay không và khi nào thì đứa ba gái năm xưa bị thất lạc mới được tìm về lại đây chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé và quay trở lại với câu chuyện của bà thơm thì ở tập truyện này đã giải đáp cho chúng ta rất nhiều về quá khứ của bà thơm về dĩ khang để chúng ta hình dung rõ hơn về câu chuyện cuộc đời của họ. Và quả thật là bà Thơm quả là một người phụ nữ quá xảo quyệt và độc ác. Độc ác từ xưa chứ không phải là mới đây nữa. À, thế nhưng mà quy luật cuộc đời rồi, đã làm điều ác thì phải trả giá. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là đến khi nào thì người đàn bà độc ác này sẽ phải trả giá đây. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh Sa cũng như kiếp nhé. Ở bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình để chúng ta cùng theo dõi bộ truyện Vượt qua ranh giới, một bộ truyện cũng rất hấp dẫn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe.